Vương Đình Huệ đã ngã ngựa, vì sao Tô Lâm còn ra tay đánh Bồi? Trong tháng 3 và tháng 4, ông Nguyễn Phú Trọng gần như không còn tham gia chính sự. Lúc đó khả năng Vương Đình Huệ sẽ là người kế nhiệm rất cao. Nếu không hạ Vương Đình Huệ ngay thì sẽ không còn cơ hội, nên Tô Lâm đã ra tay. Sân sau của ông Huệ là tập đoàn Thuận An bị cho lên thớt và từ đó lôi Vương Đình Huệ xuống ghế. Kết quả ngày 26 tháng 4, ông Huệ từ chức, xem như chính thức giã từ cuộc chơi, nhưng toàn bộ quyền thừa kế ngai vàng lại cho Tô Lâm. Đến đây những tưởng Tô Lâm sẽ tha cho Vương Đình Huệ, tuy nhiên ông lại không làm thế. Ông tiếp tục cho truy tận gốc rễ những dây mờ, rễ má liên quan đến tập đoàn Thuận An và Vương Đình Huệ. Vì thế, sau khi ông Huệ là đến lượt Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ông Khánh là người Hà Tĩnh và là mắt xích rất quan trọng trong nhóm lợi ích của ông Vương Đình Huệ. Sự dính líu giữa Đặng Quốc Khánh và Vương Đình Huệ cho thấy ông Huệ âm thầm cấu kết hai nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh là hai nhóm có lực lượng đông nhất trong Trung ương Đảng. Sau 7 tháng ông Huệ ngã ngựa thì Tô Lâm lại lôi ông ra để kỷ luật. Và ông Huệ là người đầu tiên thuộc hàng tứ trụ bị kỷ luật. Vì sao lại như vậy? Vì sao ông Huệ đã ngã ngựa nhưng Tô Lâm vẫn vung tay đánh Bồi tiếp? Đây có phải là kế sách diệt cỏ tận gốc hay không? Từ khi về hưu, ông Huệ có vẻ an phận, không ra mặt giật dây các thế lực chính trị khác trên vũ đài chính trị như Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, với các mối quan hệ rộng lớn của ông Huệ, thì việc âm thầm giật dây để nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh bắt tay nhau cùng chiến với nhóm Hưng Yên thì lúc đó Tô Lâm rất khó chống đỡ. Có lẽ vì thế mà Tô Lâm quyết đánh Bồi trước cho ông cựu Chủ tịch Quốc hội hết đường trả thù chăng. Thực tế, kỷ luật Vương Đình Huệ là quyết định của Bộ Chính trị, chứ không phải một mình Tô Lâm. Bề ngoài thì có vẻ như Tô Lâm vô can. Tuy nhiên, để ra được quyết định này thì chắc chắn phải có sự thúc đẩy của ông Tổng Bí Thư. Bởi để kỷ luật ông Huệ thì phải có ý kiến xác đáng, phải trình hồ sơ đen của ông ra mà chỉ có Tô Lâm và đàn em của ông mới làm được điều này. Chắc chắn ông Tô Lâm không lạ gì tính cách và bản chất của ông Vương Đình Huệ. Ông Huệ là người rất giỏi quan sát, biết ngồi nơi an toàn để mà giật dây để những người khác phải hy sinh thay cho mình. Còn nhớ khi ông Trọng cần người để hỗ trợ ông chống lại ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Trọng đã kết nạp cả ông Huệ và Nguyễn Bá Thanh vào phe của mình. Tuy nhiên ông Huệ giỏi trốn tránh và đã giật dây ông Trọng, đưa Nguyễn Bá Thanh ra tuyến đầu. Kết quả ông Thanh gục ngã và ông Huệ hưởng hết sự ưu đãi của ông Trọng. Nếu không triệt tận gốc Vương Đình Huệ thì Tô Lâm cũng không thể yên tâm. Đó là lý do như vậy. Là tướng công an, ông Tô Lâm luôn bộc lộ bản chất quân phiệt. Ông luôn lựa chọn thà bắt lầm còn hơn bỏ sót. Có lẽ bản chất thâm hiểm khó lường của ông Huệ cũng làm cho ông Tô Lâm không an tâm, dù ông Vương Đình Huệ đã ngã ngựa. Người đáng bị kỷ luật nhất trong số các tứ trụ về hưu là ông Nguyễn Xuân Phúc chứ không phải ông Vương Đình Huệ. Ông Phúc dính đến rất nhiều vụ đại án như Việt Á, chuyến bay giải cứu, Trương Mỹ Lan, vụ Đại Ninh của đại gia Nguyễn Cao Chí, v.v. Ấy vậy mà cho đến nay ông Tô Lâm vẫn chưa đưa ông Bảy Phúc lên đoạn đầu đài mà lại bất ngờ gọi tên Vương Đình Huệ. Có lẽ trong khi các tứ trụ về hưu, Bảy Phúc không nguy hiểm bằng Vương Đình Huệ hay sao? Ông Huệ là người đầu tiên trong tứ trụ bị kỷ luật, không có gì đảm bảo rằng ông sẽ miễn nhiễm với pháp luật. Đây là thời của Tô Lâm, luật là tô là luật. Nếu kỷ luật cảnh cáo vẫn chưa an tâm, rất có thể Tô Lâm sẽ mạnh tay hơn. Càng thâm hiểm khi mất đi quyền lực thì càng có nguy cơ gặp nguy hiểm. Lúc này ông Huệ đang gặp nguy hiểm thực sự. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Vương Đình Huệ đã ngã ngựa, vì sao Tô Lâm còn ra tay đánh Bồi? Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Ba Dũng đang tập cho Nguyễn Thanh Nghị sinh tồn giữa chính trường hiểm ác ra sao?
Cái chết của ông Nguyễn Phú Trọng là niềm vui lớn cho gia đình nhà ba Dũng. Khi ông Trọng đang còn sống, Nguyễn Thanh Nghị chỉ dám đặt mục tiêu là tồn tại, không bị xử lý. Làm gì cũng phải thận trọng, không dám kinh động đến văn phòng Trung ương Đảng. Còn Nguyễn Phú Trọng thì Nguyễn Thanh Nghị còn bị giam tại ghế ủy viên Trung ương Đảng. Cái chết của ông Trọng mang đến sự giải thoát cho cả ông Nguyễn Tấn Dũng. Nay ông Dũng có thể dựa vào Tô Lâm để vạch ra lộ trình cho Nguyễn Thanh Nghị. Gần 3 nhiệm kỳ ngồi ở ghế ủy viên Trung ương Đảng đã là quá lâu. Ở tuổi Nguyễn Thanh Nghị hiện nay, Võ Văn Thưởng đã vào Bộ Chính trị. Nguyễn Thanh Nghị cần phải tranh thủ, bởi nếu không vào được ghế ủy viên Bộ Chính trị thì chưa thể chen chân vào mâm cỗ dành cho nhóm siêu quyền lực. Võ đài chính trị ở Việt Nam hiện nay không phải là nơi dành cho Nguyễn Thanh Nghị. Nếu ở ghế ủy viên Trung ương Đảng, chỉ cần một đòn đơn giản thì cũng sẽ bị dụng. Còn nếu được Bộ Chính trị thì gần như miễn nhiễm chức luật pháp. Đến nay, chỉ duy nhất có Đinh La Thăng là ủy viên Bộ Chính trị bị khởi tố. Tô Lâm xây dựng sức mạnh chính trị dựa trên bộ khung bao gồm những người Hưng Yên. Thế nhưng mô hình này thì đang gặp khó khăn vì không đủ người để bố trí vào các vị trí lãnh đạo như nhóm Nghệ An hay Hà Tĩnh. Muốn đưa người vào Bộ Chính trị thì phải có quy trình, dù có giản lược thì cũng phải đáp ứng được những tiêu chí cơ bản. Ví dụ như ông Lương Tam Quang chưa đáp ứng được quy định đã kinh qua ủy viên Trung Đảng tròn một nhiệm kỳ trở lên để được vào Bộ Chính trị, nhưng ít ra ông cũng là ủy viên Trung ương Đảng. Khả năng cao đến đại hội lần thứ 74, nhóm Hưng Yên chỉ có thể đưa thêm một người vào Bộ Chính trị, đó là ông Nguyễn Duy Ngọc. Mô hình Hưng Yên cộng miền Nam có thể là xem ở mô hình mở. Thành viên miền Nam trong nhóm này sẽ được ba Dũng lựa chọn. Dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng, cánh miền Nam thất thế và gần như tan rã. Giờ đây, tàn quân miền Nam rất cần một đầu mối để quy tụ quần hùng, tái lập sức mạnh. Người này không ai khác chính là ông Nguyễn Tấn Dũng. Có vẻ như Tô Lâm muốn mở rộng nhóm Hưng Yên, nhưng ông là một kẻ đa nghi, luôn sợ bị làm phản. Nếu được đại ca đứng ra quy tụ quần hùng, bổ sung nhân lực cho nhóm thì có thể ông Tô Lâm sẽ giảm bớt nỗi lo. Trong vai trò quân sư cho Tô Lâm, bà Dũng có cơ hội tốt để dẫn dắt Nguyễn Thanh Nghị từng bước tham gia vào tập đoàn quyền lực Hưng Yên và tái lập phe miền Nam hùng mạnh như thời ba Dũng làm thủ tướng. Nguyễn Thanh Nghị cần sớm trở thành kẻ chơi cờ như Tô Lâm và Phạm Minh Chính, thì lúc đó ông mới có đủ được số phận của chính mình và làm chủ bản thân. Muốn tiến thần thì phải vào được Bộ Chính trị, đồng nghĩa phải chấp nhận những trận đấu sinh tử. Nếu Nguyễn Thanh Nghị vào Bộ Chính trị, phe quân đội cũng không thể không đề phòng. Bởi nơi nào có Nghị tham gia, thì nơi đó quân sư Ba Dũng bày đường chỉ lối. Trong số hạt giống đỏ non trẻ, xem ra Nguyễn Thanh Nghị là may mắn hơn cả, vì được tía là Ba Dũng vận động hậu trường. Đáng chú ý là đương kim Hoàng thượng từng có mối quan hệ thâm giao với ông bà, vì thế Nguyễn Thanh Nghị đang đứng trước cơ hội rất lớn để mà phát triển sự nghiệp cho mình. Ông Ba Dũng đang chuẩn bị một nền tảng vững chắc để đưa Nguyễn Thanh Nghị trở thành người điều binh khiển tướng trong tương lai, chứ không phải là công tử bột như hiện nay. Bài học từ một công tử bột chính trị như ông Võ Văn Thưởng vẫn còn đó, khi chỉ biết dựa vào người khác thì chỉ cần một đòn nhẹ cũng bị đánh cho ngã nhào. Chính trường thì đầy hiểm ác, Ba Dũng thì đã 75 tuổi, được xem là gần đất xa trời. Nếu trong vòng 5 năm tới Nguyễn Thanh Nghị không trở thành võ sĩ hạng nặng thì rất khó có thể trụ lại nơi hiểm ác này. Chúng ta hãy đợi xem Ba Dũng trồng người cho gia tộc của ông như thế nào. Quý vị các bạn vừa theo dõi bản tin Ba Dũng đang tập cho Nguyễn Thanh Nghị sinh tồn giữa chính trường hiểm ác. Quý vị các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de